Kìm lại đi không?
Hôm nay là có đá ngon đúng không? Có cái đường đúng không? Có đường để vô chợ hay đài la cái. Nói vậy thôi chứ ta học thì làm sao mà nó chậm được. Chuyện mà nó mình nói nó cứ nó vậy thôi, nhưng mà lâu lâu cục bộ mày cái xe mày vài hòn to là bình thường. Đá đồng nhìn chứ không phải là cái đá nào mình nó đập, chứ đâu phải nó đập tay đâu. Nó đập tay nó mới nói chứ mà không chịu. Đồng nhìn chịu. Hôm trước lấy ở bên kia cũng vậy thôi, khác gì đâu mà lấy ở bên 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 hỏi phát cũng vậy thôi, các đồng tiền cả còn mẹ mà đã học hôm lấy hỏi phát nó còn moi ở dưới đất không mà đất không à, không ấy ông đã học mà đã cái loại mà nó không xây được á, thế là nó hốt ra bỏ một chỗ để đủ nó 2-3 năm nó bắt lên á, đất không à. Hơn đã học hỏi biết đeo gì nó mệt nó chặt phổi ra như là một phiên khoảng phổi.
Trên đó là chủ nhật, dưới là thứ tám, cái đường thứ hai sau cái là thứ ba đi, thứ ba chỗ đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mm-hmm.